Thông thường các bạn mới tập móc len kết hàng hay bị sai, bởi vì các bạn kết hàng đâm kim vào nhầm chân móc, dẫn đến hàng bị xô lệch, bị xéo. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn kết hàng cho đúng nha. Đây là cuối hàng các bạn nhìn này. Đây là mũi trượt ở hàng trước, còn đây là mũi bính mình đã lên ở hàng trước, còn đây là mũi đơn đầu tiên mình móc. Các bạn có nhìn thấy độ cao nó chênh lệch không? Cái mũi đơn đầu tiên của hàng mình đang móc thì nó cao hơn nè, còn cái hai cái mũi kia ở hàng trước thì nó thấp hơn, nó có cái độ xiên á, các bạn thấy không? Vì mình đang móc mũi đơn nên kết hàng mình sẽ bỏ qua hai mũi là mũi trượt và mũi bính ở hàng trước. Sau khi mình trượt mũi vào chân móc đơn đầu tiên của hàng thì mình lên một bính và móc các chân móc còn lại bình thường. Lý do các bạn kết hàng hay bị xéo là do các bạn đâm nhầm vào chân mũi trượt hoặc là chân mũi bính ở hàng trước. Bây giờ mình thao tác lại một lần nữa, các bạn xem kỹ nha. Các bạn nhìn quen rồi thì dễ nhận biết lắm. Mũi trượt và mũi bính ở hàng phía trước thì nó luôn luôn thấp hơn cái mũi đơn đầu tiên để mình trượt mũi kết hàng nha. Hy vọng qua những gì mình chia sẻ thì các bạn có thể thực hiện thành công. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha.